không được rời khỏi thầy để sống riêng nếu thầy qua đời hoặc đi xa không đi theo được thì phải hỏi y chỉ theo ai rồi theo lời thầy dạy mà ở với thầy y chỉ vẫn làm tất cả mọi việc như pháp phụng sự thầy nếu thầy không chỉ thị mà đã qua đời hoặc đi xa thì phải chọn lại minh sư y chỉ mà ở nếu thầy hoàn tục hoặc thầy phá giới hoặc thầy bị đại tăng trục xuất thì cũng phải chọn lại minh sư y chỉ mà ở cùng không được phóng túng tùy tiện đoạn này cũng rất quan trọng làm đệ tử vừa xuất gia thì nhất định phải y chỉ thiện tri thức để tu hành trước kia ngài a nan nói với phật rằng thiện tri thức là một nửa của người phạm hạnh nghĩa là bạn muốn thành tựu phạm hạnh của bạn tức là tâm thanh tịnh là thành tựu thánh đạo thì thiện tri thức chiếm một nửa công lao nói cách khác một nửa phải dựa vào chính mình ngài a nan rất có tâm đắc nên nói với phật tâm đắc này kết quả phật trách ngài rằng ông nói sai rồi không đúng đâu thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh Toàn bộ công lao là thuộc về thiện tri thức Toàn bộ dựa vào thiện tri thức Không phải dựa vào bản thân bạn Phật nói Sở dĩ ta có thể thành tựu A nụ đa la tam miệu tam bồ đề Cũng hoàn toàn dựa vào thiện tri thức Nói cách khác Muốn thành tựu Phật đạo Thì sư trưởng là quan trọng nhất không có sư trưởng thiện tri thức dẫn dắt thì không thể thành tựu được cho nên trước khi chúng ta chưa thành tựu thì không thể rời khỏi sư trưởng mà tự tìm một nơi để ở được ở riêng tức là tự tìm một nơi có thể lấy danh nghĩa là bế quan, tôi dụng công nên tìm một nơi tĩnh tu, dụng công dần dần hoặc nói tham học, nói rất dễ nghe nhưng trên thực tế đều là phiền não tập khí của bản thân đang làm chủ. Đó là vì sao? Sư trưởng quản giáo rất nghiêm khắc. Chúng ta không chịu nổi Nên tìm một cái cớ rời khỏi Rời khỏi chính là dứt bỏ cơ duyên thành tựu Đời này cũng bỏ phí rồi Chúng ta vẫn chưa thật sự khai trí tuệ bạn muốn tự ra ngoài tham học. Trên thực tế, cái học được thường sẽ học lệch lạc. Bạn xem Kinh Hoàng Nghiêm. Khi nào thiện tại đồng tử mới ra ngoài tham học? 53 tham là khi nào? Ngài ở dưới tòa bổn sư của Ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã khai mở căn bản trí Thập tính tâm đã viên mãn Sắp nhập vào địa vị sơ trụ rồi Lúc này Bồ Tát Văn Thù mới để Ngài ra ngoài tham học Kết quả vừa tham học thì thiện tri thức đầu tiên là tỳ kheo kiết tường vân Đã nâng Ngài lên đến sơ trụ Bồ Tát Tức là Pháp Thân Đại Sĩ Sơ trụ Bồ Tát thì ngang bằng giới phật rồi là phần chứng tức phật sơ trụ trong viên giáo người chứng sơ trụ trong viên giáo có thể đến một trăm thế giới thị hiện thành phật họ có thể thị hiện thành phật thần thông đạo lực của họ đều ngang bằng giới phật đến lúc này bồ tát văn thù mới cho phép thiện tài ra ngoài tham học nếu căn bản trí chưa khai mở mà ra ngoài tham học thật ra mà nói có khi thiện ác thị phi bạn đều không thể phân biệt được luôn là như vậy còn như bạn theo lầm người theo một tà sư. Vậy thì xong rồi. Trong thời đại Mạt pháp, kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng rằng: Tà sư thuyết pháp như các sông hằng. Nhiều giống như các sông hằng vậy, tức là không tính đếm được số lượng ấy. Nhân khẩu thế giới hiện nay có bao nhiêu người? 6 tỷ người. Sông hằng có bao nhiêu cát? e rằng không chỉ là sáu tỷ cho nên điều này quả thực là một việc cực kỳ nguy hiểm thời xưa học pháp theo thầy học đều có một kỳ hạn Phật chế định sau khi tỳ kheo thọ giới, nhất định phải học giới trong năm hạ. Bạn phải theo một vị thầy tinh thông giới luật, có chánh trì chánh kiến. Tốt nhất có thể học 5 năm với một vị pháp sư thông đạt Tam tạng. Nếu chỉ hiểu giới luật không hiểu kinh luận thì bản thân họ có thể trì giới rất nghiêm cẩn nhưng có thể do kiến giải của họ chưa viên mãn hoặc không chính xác cũng sẽ dẫn dắt người lòng đường cho nên phải có độ sâu trong kinh giáo lại phải có hành trì giới luật người như vậy có thể làm thiện tri thức vậy thì chúng ta mới có thể y chỉ họ <laughs> y chỉ thiện tri thức này giả sử họ không bảo chúng ta đi mà kỳ hạn học của chúng ta chưa hết vậy chúng ta không được đi Phật chế định ít nhất là 5 năm 5 năm không những phải học giới mà còn phải học định tuệ bạn xem Đại sư Ngẫu Ích có một thiên lời tựa ở phía trước là trùng trị tỳ ni sự nghĩa tập yếu tôi nhớ ngài có nói nội dung học giới trong năm năm này bao gồm những gì thứ nhất đều phải thông đạt tất cả bộ phận chỉ trì khai và trì phạm trong các giới đều thứ hai tụng giới yết ma tăng sự như pháp trong bộ phận tác trì thì bạn cũng phải thông đạt đây là bộ phận giới luật còn có bộ phận định tuệ Không hiểu rõ trí tuệ niệm xứ Thì uổng công tụng mộc xoa Nghĩa là nếu bạn không có trí tuệ của tứ niệm xứ Thì dù bạn có thể tụng giới mộc xoa Chính là ba la đề mộc xoa Chính là giới bổn Mặc dù bạn có thể tụng Đồ tụng nghĩa là uổng công tụng, không có tác dụng. Ý này chính là nói, không những phải học giới, mà định tuệ đều phải học tập, đặc biệt là trí tuệ. Chánh niệm này. Trí tuệ tứ niệm xứ không phải chỉ là tiểu thừa, mà đại thừa cũng là tứ niệm xứ Điều này trên quan niệm là thông giới đại thừa lẫn tiểu thừa là quan niệm mà chúng ta nên có vậy thì phải học tập từ trong kinh giáo đại tiểu thừa năm năm này nghiêm túc học tập thì giới định tuệ của bạn mới đặt nền tảng sâu chắc được bản thân khai trí tuệ rồi thì tự nhiên sư trưởng sẽ bảo bạn đi hàng hóa một phương hoặc bảo bạn đi tham học nếu bạn chưa đến trình độ như vậy thì sư trưởng yêu thương bảo hộ bạn sẽ không để bạn đi như bản thân tôi theo lão hòa thượng học pháp học hai mươi năm thật sự là theo học một vị thầy không đổi sang thiện tri thức khác nghiêm cẩn tuân thủ theo ba điều kiện sư thừa của lão hòa thượng thứ nhất chính là chỉ nghe một vị thầy những thầy khác tôi đều không nghe thứ hai trước đây từng học theo những thầy nào trước đây khi vừa mới tiếp xúc phật pháp vẫn chưa tiếp xúc với lão hòa thượng thì từng theo mấy vị thiện tri thức nhưng chỉ là duyên rất mỏng đều không sâu vậy thì những gì trước kia học được thảy đều không tính bắt đầu từ bây giờ bắt đầu từ con số không bắt đầu học từ đầu không thể nói trước đây con đều đã học kinh hoa nghiêm rồi Bây giờ thầy còn bảo con bắt đầu học từ đệ tử quy sao? Đúng vậy, bạn theo vị thầy này thì phải bắt đầu học từ đệ tử quy. Những thứ học trước kia đều không được tính. Nếu bạn học giới, trước đây con đều đã học tam đại bộ rồi, không được. Bây giờ con hãy bắt đầu học từ sa di thập giới qua nghi lục yếu. Đây là bắt đầu lại từ đầu. Xây chắc nền tảng. Không phải chỉ học thường thức mà là thật sự cắm gốc điều kiện thứ ba ngoài kinh giáo của vị thiện tri thức này có thể nghe sách của họ có thể đọc thì những sách khác hoặc đĩa cd dvd khi chưa được sự đồng ý của thiện tri thức thì tuyệt đối không xem không nghe tôi tuân thủ ba quy định của lão hòa thượng lão hòa thượng không yêu cầu tôi là tôi tự yêu cầu mình lão hòa thượng nói ngài không dám lấy ba điều này để yêu cầu người trước đây thầy của ngài là lão giáo thọ lý bỉnh nam yêu cầu ngài nhưng ngài nói hiện nay ngài không dám yêu cầu nữa bởi vì hiện nay là thời đại dân chủ tự do mở cửa vậy thì bạn có thể yêu cầu ai được đây vậy tùy vào phúc phần của mỗi người thôi tôi tự yêu cầu mình tuân thủ 20 năm. Sau 20 năm, thì Lão Hòa Thượng chủ động đưa tôi đến chỗ của luật sư Quả Thanh ở Đài Loan để học giới. Mới là theo thiện tri thức thứ hai học tập. Việc này vẫn không phải tôi chủ động yêu cầu tôi không muốn đi, nhưng Lão Hòa Thượng vẫn đưa tôi đi. có lẽ thấy cái gốc của tôi 20 năm nay cơ bản có thể đã cắm vững rồi. Không đến nỗi giữa đường đứt gánh nên mới yên tâm đưa tôi đi. Sau khi được đưa đi mới cảm thấy trước đây xây chắc nền tảng thật là tốt. Trước đây, theo một vị thầy học là căn bản trí. Những thứ học được dường như rất ít. Nghe kinh chưa nghe được bao nhiêu bộ. Kinh Hoa Nghiêm cũng chưa nghe xong. Lão Hòa Thượng chưa giảng hết. Kinh Vô Lượng Thọ nghe tới lui mấy lần rồi. Kinh A-di-đà. Còn có một số kinh nhỏ. Năm kinh tịnh độ đều đã nghe hết. Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, như kinh phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh a nan vấn sự phật các hung liễu Phạm tứ huấn lão hòa thượng giảng rồi kỳ thực cộng lại thì không nhiều lắm nhiều nhất là hai mươi bộ kinh nhưng có một số kinh thì nghe đi nghe lại như kinh vô lượng thọ ít nhất đã nghe trên mười lần nội dung học trong hai mươi năm này không nhiều nhưng ra ngoài tiếp xúc với thiện tri thức khác muốn học tập thì cảm thấy rất nhanh. Người ta có thể phải học 5 năm, học 10 năm, chúng tôi học 3 năm thì học xong rồi. Hơn nữa, không thua kém gì người học 5 năm, 10 năm. Hơn nữa sau khi học, chúng tôi ra ngoài có thể giảng. Từ đây suy ra ví dụ nói kinh chưa từng nghe giảng thì bạn đều có thể giảng vì sao vậy việc này chính là phải khai căn bản trí bạn nắm chắc được cương lĩnh căn bản có thể dùng một đạo lý mà quán thông tất cả một kinh thông tất cả kinh thông kinh này cũng bao gồm giới kinh đều có thể dùng một đạo lý mà quán thông tất cả do đó xây chắc nền tảng lúc ban đầu vô cùng quan trọng dường như học rất chậm như rùa bò vậy không học được thứ gì nhưng nền tảng này của bạn cấm chắc rồi Tương lai bạn có thể tiến rất nhanh. Người ta theo không kịp, bởi vì người ta không xây chắc nền tảng này. Họ muốn quay lại xây nền tảng thì lại phải mất 20 năm. Như thế họ sẽ không theo kịp bạn. Cho nên, quan trọng nhất chính là thật thà. Bạn muốn thật sự học được những thứ chân thật mà không thật thà thì không học được. Bạn chỉ có thể học được chút bên ngoài thôi. Bạn sẽ không có thành tựu Gọi là cái gì cũng biết Mà không cái nào thông Dường như cái gì cũng hiểu một chút Nhưng thật sự bảo bạn lấy bản lĩnh ra Thì bạn không làm được Bạn chẳng có cái gì Có thể bày lên bàn Để khiến mọi người nằm dốc sát đất Đảnh lễ được Không lấy ra được cho nên không được rời khỏi thầy để ở riêng nghĩa là không được rời khỏi thầy y chỉ bản thân chưa thành tựu thì hãy an tâm thật thà dùng thời gian dài để tu học bởi vì học phật không phải để học tri thức mà chính là tu định tâm của bạn chỉ có tâm định rồi thì mới có thể khai trí tuệ giả sử bản thân chúng ta vẫn chưa học thành mà không may sư trưởng qua đời hoặc sư trưởng đi xa đến nơi khác bạn không thể đi theo điều này là thuộc về nhân duyên thay đổi quả thực có thể có chuyện đó. Nhân sanh 10 việc thì 8 đến 9 việc không như ý. Bạn muốn theo sư trưởng học nhưng chưa chắc có nhân duyên tốt đó. Ví dụ, bạn muốn theo sư trưởng học 10 năm. Có thể 3 năm thì nhân duyên thay đổi, sư trưởng sắp ra nước ngoài. Thầy không thể ở lại đây nữa mà bạn lại không thể ra nước ngoài thì phải làm sao? Đây chính là không như ý. Chúng ta thấy Lão Hòa Thượng cả đời buồn ba rất nhiều. Từ Đài Loan, đến nước Mỹ, đến Singapore, đến Úc, đến Hồng Kông. Mấy năm lại phải đổi một nơi. Cho nên, nhân duyên không đủ thì thường sẽ không theo được muốn theo được sư trưởng thì cần phước báo rất lớn bản thân tôi vẫn cảm thấy thật sự có chút phước báo bắt đầu theo lão hòa thượng từ nước mỹ trên cơ bản đều có thể theo được từ nước mỹ theo đến úc cùng ở úc sau đó theo đến hồng kông cũng ở cùng bên hồng kông rất nhiều năm đến mỗi một nơi tôi đều có thể làm được thân phận ở bên đó đều là nhân tài ưu tú di dân đến cho nên việc này đều không trở thành chướng ngại nếu chúng ta không có cách gì đi theo di dân thì cũng không được còn nữa cho dù bạn theo bên cạnh sư trưởng ví dụ bạn bởi vì khi ấy tôi vẫn chưa phải người xuất gia vẫn phải tự nuôi sống bản thân bạn đi theo nhưng không đủ tiền bạc thì cũng không được bạn muốn đi theo hay là cần công việc cần công việc thì không theo được cho nên việc này cũng cần có phước báo khi ấy công việc của tôi rất nhàn hạ dạy học trong trường đại học thì có điểm tốt này rất thanh nhã ở úc một tuần lên lớp 6 giờ đồng hồ lượng công việc không lớn môn học đó tôi thuộc lào lào căn bản là không cần chuẩn bị nhắm mắt đều có thể giảng được sau đó một năm thì viết hai ba bài văn có thể đăng lên tạp chí tầm cỡ thế giới là đã rất không tệ rồi trường học rất hài lòng thời gian còn thừa rất nhiều có thể học phật cho nên mỗi lần lão hòa thượng ra nước ngoài dân du thì tôi đều có thể đi theo được nếu không theo được thì vẫn không được rời xa thầy y chỉ bởi vì rời xa thầy y chỉ thì bạn chắc chắn không thành tựu được trước đây chỉ có thể y chỉ theo người khác muốn y chỉ người khác cũng phải thưa thỉnh với sư trưởng trước ví dụ sư trưởng sắp mạng chung rồi thì chúng ta phải hỏi ngài a nan chính là hỏi như vậy đức phật chuẩn bị nhập niết bàn thì a nan liền hỏi khi phật trụ thế chúng con lấy phật làm thầy phật không ở đời nữa thì chúng con lấy ai làm thầy đức phật liền nói với ngài lấy giới làm thầy học giới cũng phải y chỉ giới này chính là nghĩa rộng ba la đề mộc xoa chính là giới giới mộc xoa kinh giáo luận điển kinh luận là thuộc về định cộng giới đạo cộng giới chúng ta đều phải y chỉ y chỉ thiện tri thức để học giới cho nên thiện tri thức nhất định là y theo lời phật dạy như lời phật nói họ sẽ không tự dùng ý nghĩa của mình để nói lung tung thiện tri thức nhất định có sư thừa từ chỗ phật rồi tổ tổ tương truyền truyền đến chỗ thiện tri thức này tri kiến đó nhất định không sai chúng ta y theo người như thế học mới học đúng được sư trưởng nói chúng ta nên y chỉ theo ai thầy sẽ giới thiệu một vị cho bạn bạn nên nghe theo lời của sư trưởng đây chính là mệnh lệnh bạn nên y chỉ theo vị sư trưởng mới đó mà an trụ vẫn giống như trước vẫn làm tất cả mọi việc như pháp phụng sự thầy phụng sự thầy mới giống như thầy cũ vậy cũng tức là hoàn toàn làm theo chương oai nghi thờ thầy này cũng không được rời thầy ra ở riêng không được phóng vật hoặc sư trưởng không chỉ thị không nói bạn nên y chỉ ai mà đã qua đời hoặc đi xa rồi bạn không liên lạc được vậy thì bản thân cũng nên chọn lại minh sư y chỉ mà ở việc này thời xưa là bất đắc dĩ kỳ thực hiện nay công cụ truyền thông phát triển bất luận sư trưởng ở đâu thì chúng ta đều có thể không rời xa thầy y chỉ bạn xem, hiện nay có truyền thông bằng hình ảnh, dạy học trên mạng Internet, đều có thể theo sư trưởng thông qua việc dạy học trên mạng. Đương nhiên sư trưởng cũng phải giảng bài ở trên mạng thì bạn mới có thể nghe được. Hoặc chí ít bạn có thể nghe đĩa CD. Chỉ cần không rời khỏi pháp của sư trưởng nghĩa là không rời khỏi thầy y chỉ đương nhiên có thể ở bên cạnh sư trưởng thì sẽ tốt hơn nếu không thì lùi lại một bậc chính là mỗi ngày vẫn nghe sư trưởng dạy học ở đây nói minh sư là vị sư trưởng đạo nhãn đã khai trí tuệ gặp được sư trưởng như vậy thì chúng ta nên thân cận lâu dài không được tùy tiện rời khỏi ở đây nói minh sư là sư trưởng đã khai trí tuệ không phải chữ danh trong từ nổi tiếng người nổi danh chưa chắc đã khai trí tuệ chưa chắc có trí tuệ chưa chắc có chánh kiến cho nên minh sư nhất định là bản thân có tu học ngôn hành hợp nhất thậm chí có chứng có chứng thì chính là thánh hiện. Nhưng hiện nay khó tìm được người có chứng. Thời đại mạt Pháp không tìm được. Dù có chứng, họ cũng không nói cho bạn, bạn cũng không biết. Làm sao đây? Xem họ có thật tu, thật làm không? Họ có thật sự thực hiện nguyện đã phát không? có phải làm bữa đực bữa cái phát nguyện rồi không bao lâu thì thoái tông hay không như vậy thì không thể làm thiện tri thức của chúng ta được chúng ta theo thiện tri thức cũng phải phát nguyện theo đến cùng nếu bản thân không có nạn duyên lớn thì không được rời xa sư trưởng Trừ khi sư trưởng chủ động bảo chúng ta Như trường hợp của tôi Tôi vốn dĩ phát nguyện theo Lão Hòa Thượng đến cùng Nhưng Lão Hòa Thượng thấy tôi cần học giới Nên đã đưa tôi đi học giới Việc này là Lão Hòa Thượng sắp xếp Chúng tôi vẫn nghe lời như trước Cũng không làm trái ý của sư trưởng Không thể nói Con có tình chấp với sư trưởng Nên không muốn rời khỏi Vậy cũng không được sư trưởng bảo chúng ta làm thế nào thì phải tùy thuận dũng cảm gánh vác sứ mệnh Hỗ trì chánh pháp bởi vì sư trưởng không thể vĩnh viễn ở đời nên cần thế hệ sau tiếp nối đặc biệt là người trẻ tuổi có thể lực có tinh thần có thể làm việc vậy thì phải thực hiện chí nguyện chưa thành của sư trưởng sư trưởng đã lớn tuổi rồi rất nhiều việc rất nhiều nguyện vọng đã nói ra nhưng vẫn chưa thực hiện được do nhân duyên chưa chín mùi. Quả thực muốn làm cũng cần thể lực và tinh thần. Trước khi tôi đi học giới, Lão Hòa Thượng đã khuyên tôi rằng nếu hiện nay tôi bằng tuổi của cậu thì tôi nhất định đi học giới bởi vì học giới mới có thể thật sự khôi phục chế độ tòng lâm. Kiến lập tốt tăng đoạn. Giới pháp phục hưng mới có thể khiến chánh pháp phục hưng. Đây là căn bản. Nhưng Lão Hòa Thượng nói hiện nay Thầy đã quá tuổi rồi. Muốn làm nhưng tuổi tác không cho phép không còn thời gian nữa Lão hòa thượng đã nhắc đến việc muốn khôi phục chế độ Tùng Lâm lâu rồi. Năm 1977, lần đầu tiên lão hòa thượng đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc ấy, muốn thỉnh mấy vị pháp sư ở Hồng Kông như pháp sư Tẩy Trần, pháp sư Giác Quang. Mấy người họ muốn thành lập tăng đoàn năm vị tỳ kheo Trước đây chí nguyện này là phát nguyện của Đại sư Ngẫu Ích. Lão Hòa Thượng chẳng phải cũng có cái nguyện này sao? Nhưng nhân duyên chưa đủ, nên không làm được. Nhưng Lão Hòa Thượng nói rõ với chúng ta đạo lý này. Nói muốn khiến Phật giáo thật sự phục hưng thì phải khôi phục chế độ tòng lâm. muốn xây dựng tốt tăng đoàn xây dựng tăng đoàn thì không rời khỏi giới luật được không rời khỏi giảng kinh dạy học được tăng đoàn tòng lâm chính là một trường học mọi người ở cùng nhau chính là mỗi ngày học tập mỗi ngày tu hành học và tu là một thể giải hành đều quan trọng phật tại thế chính là như vậy mỗi ngày phật và tăng đoàn chính là như vậy mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp giảng xong mọi người nghe hiểu rồi trở về liền tu chứng đắc a la hán rất nhiều cho nên phật pháp liền hương thịnh vậy chúng ta dùng phương pháp này tuy căn tánh của chúng ta thấp kém nhưng cũng nhất định sẽ thành tựu chí ít chúng ta có thể giảng sanh thế giới tây phương cực lạc đời này khai ngộ chứng quả thì chưa chắc đạt được nhưng giảng sanh thì có thể nắm chắc vậy là đủ rồi đây chính là thành tựu điều này chính là nói không rời khỏi thiện tri thức trước đây thiền sư đoạn nhai khai thị cho chúng ta rằng tôi thân cận thiền sư cao phong ba mươi hai mươi năm thường bị đánh đầu đến thấu xương nhưng chưa từng khởi một ý niệm rời khỏi. Thiền sư Cao Phong là sư phụ của thiền sư Trung Phong. Chúng ta biết Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là của thiền sư Trung Phong, sư phụ Cao Phong của ngài cũng là người khai ngộ. Thiền sư Đoạn Nhai là một đệ tử khác của ngài. Ngài thân cận thiền sư Cao Phong 30 năm, 20 năm thường bị đánh đau đến thấu xương. Bị đánh không phải là nhẹ mà đánh đau đến thấu xương, vậy thì có thể bị đánh rất đau, giống như thượng sư Mã Nhĩ Ba đánh ngài Mật Lạc Nhật Ba vậy. Nhưng thiền sư Đoạn Nhai chưa từng có một ý niệm rời khỏi sư trưởng. Bạn xem, người xưa học đạo chân thành như vậy, bất luận sư trưởng trách mắng chửi bới thế nào thậm chí đánh đập đều không muốn rời khỏi bởi vì biết chưa học thành tựu hơn nữa tuyệt đối không nhìn lỗi của sư trưởng đương nhiên càng không có tâm phản nghịch vừa nhìn lỗi của sư trưởng là đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của mình rồi bởi vì bạn theo vị sư trưởng này rất khó thành tựu không có duyên lòng tin của bạn bị ô nhiễm lòng tin là nguồn của đạo mẹ của công đức bạn theo sư trưởng có thể thành tựu hay không là xem lòng tin của bạn đối với sư trưởng nếu lòng tin này bị ô nhiễm thì bạn chắc chắn không thể thành tựu như hiện nay mà nói lòng tin này là dễ bị ô nhiễm nhất thứ nhất là phiền não bản thân chúng ta nặng thích nhìn lỗi của người lục tổ khai thị nếu người thật tu đạo không thấy lỗi thế gian chúng ta thế nào vậy thường thấy lỗi thế gian thường thích nhìn lỗi người khác ngay đến lỗi của sư trưởng cũng không bỏ qua họ thường thích nhìn lỗi đây là tập khí phiền não của mình nặng thứ hai là duyên bên ngoài không tốt duyên gì không tốt chính là bên ngoài người nói thị phi cũng không ít mặc dù bên ngoài có nói thị phi nhưng nếu bạn không nghe thì không sao sợ nhất bạn cũng rất thích nghe thị phi vậy thì xong rồi nhân cộng thêm duyên sẽ kết thành quả quả là bản thân tạo tội bản thân mất đi lòng tin đối với sư trưởng đoạn mất nhân duyên học Pháp thành tựu của mình. Cho nên, hạng người này là ngu si nhất, đáng thường nhất. Trong luật nói, thân cận sư trưởng có bốn trường hợp. Thứ nhất là có Pháp, có ăn ở chỗ sư trưởng có phật pháp cho bạn giảng giới cho bạn giảng định tuệ cho bạn ví dụ ở chỗ chúng ta là niệm phật niệm phật chính là học định tuệ có phật pháp cho bạn lại có đồ ăn bạn có thể ăn no mặc ấm có thể ngủ ngon có thể lạc trụ đây là trường hợp tốt nhất ở một cách an lạc. Trường hợp thứ hai là có pháp mà không có ăn. Tức là sư trưởng chỉ cho bạn Phật pháp mà không cho bạn thức ăn. Bạn ăn uống phải dựa vào bản thân. Người xuất gia chỉ đành ôm bát ra ngoài khất thực. Người tại gia có thể dựa vào tiền tích góp của mình để mua chút đồ ăn hoặc vừa đi làm kiếm chút tiền vừa đến nghe Phật pháp. đây là trường hợp có pháp không có đồ ăn gọi là khổ trụ phải chịu khổ ở khổ vẫn phải ở vì sao vậy chúng ta vì pháp mà đến chứ không phải vì ăn mà đến chữ thực này bao gồm cả điều kiện sinh sống của chúng ta tứ sự cúng dường có đầy đủ không cuộc sống có rất an nhàn không rất nhiều đạo tràng ví dụ trước đây chúng tôi ở tinh xá chánh giác không có nhiều nghĩa công như vậy đến hộ trì công việc đều là người xuất gia tự làm xuống bếp quét dọn vệ sinh may mà đạo tràng đó không xem là lớn công việc vẫn có thể làm được tức là ở đó có phật pháp đương nhiên cũng có đồ ăn đồ ăn cũng không tệ nhưng cần bỏ công góp sức vậy thì cũng cần chăm chỉ bỏ công góp sức vì pháp mà ở tương đối mà nói thì chúng ta ở đây lượng công việc so với chúng tôi trước kia ít hơn nhiều rồi mọi người cơ bản đều không cần làm việc gì nghĩa công đều phát tâm gánh giác công việc này nghĩa công là khổ trụ người ta từ sáng đến tối thật sự làm rất nhiều việc như quét dọn vệ sinh xuống bếp làm các hoạt động đều là nghĩa công lo liệu chúng tôi ở tinh xá chánh giác mỗi năm hoạt động không nhiều ừ. truyền ngũ giới bồ tát giới còn có rất ít những hoạt động pháp sự toàn bộ là người xuất gia chúng tôi tự mình làm tự bố trí hội trường hiện tại chúng tôi đều không cần làm tương đối mà nói thì chúng ta ở đây là thuộc về lạc trụ nếu lạc trụ mà không cố gắng an trụ thì đó thực sự là không có phước báo thứ ba là trường hợp có ăn mà không có pháp tức là bạn có thức ăn cuộc sống lại rất an nhàn nhưng ở đây không ai giảng pháp cho bạn cũng không ai đốc thúc bạn tu hành bạn không đạt được lợi ích về pháp lúc này nên làm thế nào nếu bạn thật sự vì tu hành thì nên sám hối tạ từ rồi đi không nên lưu lại nơi đây sư trưởng của bạn đối với bạn rất tốt mỗi ngày sắp xếp cho bạn cuộc sống rất thoải mái nhưng bạn cảm ơn bạn sám hối với sư trưởng tôi không phải vì hưởng thụ điều này không phải đến vì ăn uống mà tôi muốn cầu pháp cho nên tạ tự rồi ra đi việc này không có lỗi trường hợp thứ tư là không có ăn cũng không có pháp đó là vừa không có ăn vừa không có phật pháp vậy thì căn bản không cần ở lại đây có thể cho phép bạn không cáo từ mà rời khỏi không cần chào sư trưởng mà có thể rời đi bạn cũng không có lỗi ở đây nói nếu thầy hoàn tục hoặc thầy phá giới hoặc thầy bị đại tăng trục xuất ba trường hợp này là sư trưởng phạm lỗi hoàn tục xả giới hoàn tục loại thứ hai là phá giới đây là chỉ phá bốn trọng giới căn bản tỳ kheo ni là phá tám trọng giới việc này sẽ mất giới thể hoặc sư trưởng bị đại chúng tăng đuổi đi đuổi khỏi nếu phá giới thì sẽ diệt tẩn không thể cộng trụ họ không thể tiếp tục nhận lợi dưỡng của tăng đoàn Tiếp nhận lợi dưỡng của tăng đoàn là phạm tội trộm cắp. Họ đã mất tư cách của tỳ kheo. Cho nên không thể tiếp nhận cúng dường. Nếu họ không phá giới, nhưng phạm tội tương đối nghiêm trọng do tăng đoàn yết ma đuổi họ đi. Hoặc vi phạm quy củ của tăng đoàn bị khai trừ trường hợp này đương nhiên không thể tiếp tục theo vị sư trưởng này được nữa bởi vì vị sư trưởng này không phải minh sư nên làm sao đương nhiên chúng ta vẫn không được nhìn lỗi của sư trưởng mà vẫn cảm ơn sư trưởng đã từng dạy bảo chúng ta và nên chọn lại minh sư y chỉ mà ở cùng chọn lại sư trưởng khác có trí tuệ có đạo đức mà y chỉ không được phóng túng tùy tiện rời khỏi sư trưởng cũ không thể nói hiện nay mình không có sư phụ nữa cuối cùng cũng giải thoát rồi giải thoát khỏi gông cùng rồi có thể tùy ý làm sằng làm bậy như vậy là không được đã làm trái với ý nguyện ban đầu muốn xuất gia của chính bạn tự dụng ở đây nghĩa là bản thân muốn làm gì thì làm ở bên cạnh sư trưởng thì chúng ta phải nghe lời sư trưởng không được tùy tiện đối với một số người mà nói có thể sẽ cảm thấy rất phiền não đặc biệt là người có thói quen tự do tùy tiện nếu có rất nhiều quy tắc ràng buộc thì họ cảm thấy rất khó chịu đây là do tập khí có tập khí này thì làm thế nào bạn hãy cắn răng mà vượt qua bởi vì tập khí vốn dĩ không có tập khí vốn không bổn giác vốn có bạn buông bỏ được tập khí thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy rất thanh lương tự tại mới đầu buông bỏ tập khí thì phải nhẫn không nhẫn thì bạn làm sao có thể đoạn trừ tập khí được nhẫn đến một mức độ nhất định nhẫn thành quen rồi thì tự nhiên không có việc gì nữa buông bỏ ngã chấp ngã mạng của bản thân thì bạn mới có thể bồi dưỡng mình thành một pháp khí được nếu phóng túng tùy tiện ý kiến của bản thân rất mạnh cố chấp ý kiến của mình làm theo ý của mình không thể thuận theo lời dạy bảo của sư trưởng, không thể thuận theo quy định của tăng đoàn. Tự làm theo kiểu của mình. Trên thực tế là bạn không cách gì thành tựu được. Ngã chấp quá mạnh. Bạn đi đến đâu cũng không thể nào thành tựu được. Đi đến đâu trước tiên cũng phải cắn chặt răng mà nhẫn đoạn trừ tập khí này thì bạn mới có thể thành tựu nếu bạn không thể vượt qua được cửa ải này dẫu bạn chọn phật làm sư trưởng thì cũng không cách nào thành tựu được mà phật đến dạy bạn thì trước tiên cũng giúp bạn đoạn trừ tập khí giai đoạn khổ sở này bạn nhất định phải chịu đựng giống như cai nghiện vậy đã nghiện ma túy rồi mà bạn muốn cai nghiện thì nhất định phải nhẫn một thời gian nhẫn thành quen rồi thì sẽ hết nghiện sẽ phục hồi khỏe mạnh lại ví dụ đồ chứa của chúng ta vốn dĩ rất bẩn bây giờ muốn đựng nước cam lồ thì nhất định phải rửa đồ đựng này thật sạch sẽ Vậy bạn mới có thể đựng được Nếu bạn trực tiếp đổ nước cam lồ vào trong Thì nước cam lồ đó cũng không thể uống được Quá bẩn mà Cho nên trước tiên là phải rửa sạch những thứ dơ bẩn này đi Việc này nghĩa là phải gọt dũa Thông thường thì trước tiên Sư trưởng sẽ rửa cho bạn sạch sẽ Quá trình rửa cũng là một quá trình đau khổ Nhưng rửa sạch sẽ rồi Thì bạn sẽ pháp hỷ sung mãn sự tiến bộ của bạn sẽ vô cùng thần tốc giai đoạn trước đó là khó chịu đựng nhất